Em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video để giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu MD giải mã khủng nhất của Sony, mang mã model là Sony ZA50ES. Chiếc đầu ZA50ES này về trong tình trạng là máy màu đen. Máy đẹp xuất sắc, đẹp tới 97 và 98, 99%. Mặt mũi góc cạnh là cũng không có một vết xước nào cả. Đấy. Và cái bản màu đen này là cũng rất hiếm. Các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Mặt của nó đây. Mặt phay nhôm này. Quắc rất sáng này. Chế độ giải mã 24 bit, con này là giải mã chuẩn 24 bit. Và con này có cái giá xuất xưởng năm 1998 thì nó tầm 180.000 yên. Rất đẹp luôn. Lưng máy nó cũng không có một cái vết nào. Thật sự nó là quá đẹp rồi. Đây lắp lắp lưng của nó đây. Đấy, đây là con này dùng hai nguồn riêng biệt này. Một nguồn digital, một nguồn analog. Đấy. Hệ thống mạch đây, tầng dưới này, tầng trên này. Ở đây cũng hai tầng này. Có một tầng dưới nữa này. Đấy, tầng dưới tầng analog, tầng trên này. Rất đẹp. Để bao nhiêu năm bên Nhật rồi về Việt Nam thì vẫn còn đẹp xuất sắc như thế này. Không có trêu vào điểm gì. Và cũng không có móp méo gì cả đằng sau, đằng cấn, cấn cá gì cả các bác nhé. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp tuyệt đối. Chiếc đầu giải mã cao cấp. Và con này thì cái giá của năm nay thì nó cũng dịu hơn những năm trước. Đấy. Đây là đường AV RAM đi, một đường AV vào này. Con này thì nó có hai đường quang vào, một đường coaxial đồng trục, một đường quang ra thôi, nó không có đường đồng trục ra nhé. Đây. Điện 100V, 24W, 50 trên 60 Hz. Máy Made in Japan, số series của nó là 200648. Đây, dây nguồn cũng zin đi theo máy đây. Đây, xem trên năm sản xuất bao nhiêu. Con này nó 1996 các bạn ạ. Đấy. Thế là tính đến năm 2021 là 25 năm rồi mà nó vẫn còn đẹp như thế này, không có chê một điểm gì. Và con này mắt mũi của nó là cũng thu phát cực tốt nhé các bác nhé. Đấy. Mắt khỏe. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu là test cái chức năng làm DAC từ đường quang em lấy từ tivi đây, và cái chức năng thu phát đĩa MD. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần ấn nút rec cho con này có chỉnh được volume khi mình làm DAC các bác nhé. Đấy, trên khiển nó cũng có nhé. Đây, chiếc khiển của nó đây. Đấy. To như bàn tay luôn. Đấy, ấn nút rec này. Giờ nước mắt thay lời chia ly, khóc cười ra đi. Em yêu anh như trời biển rộng, nay chim kia xa vào trời mộng. Thời gian tình thương như anh mây trôi.
tìm dãy phút dãy mộng yêu thương nói lời yêu đương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả, người giao ngỡ nói lời chia xa để tình vui giờ em sẽ test cái phần đọc đĩa MD và ghi đĩa MD. Thì các bác ấn nút open này cho em. Con này thì nó là con cao cấp, thế nên là cái khay đĩa của nó là dạng lè lưỡi như kiểu ổ CD. Thì các bác cứ đặt đĩa như này cho em nhé. Đấy. Và chẳng hạn như các bác có mua nhé, thì em cho cả cái vỏ thì các bác phải rút ra cho em. Đấy. Đấy, lấy độc cái này thôi. Còn cái này là cái để bảo vệ nó để không bị bụi bặm này. Mặc dù nó cũng có vỏ đấy rồi. Đấy, bây giờ bác ấn nút open trên close cho em nhé. Không được ấn nút tay như kiểu CD đâu nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, play chạy thử luôn này. Thank you.
Thì bây giờ em sẽ ấn nút rec để ghi đĩa luôn nhé. Rec này, ghi này. Đấy thì các bác không ghi ấn nút stop cho em này. Và sẽ cho đĩa ra để nó lưu cái bài thứ 11 vừa giờ ghi từ TV xuống đấy. Đấy. Bây giờ em lại cho vào này, kiểm tra này. Đấy, xem nó có nhận cái bài 11 nữa. Đã nhận cái bài thứ 11 nhá. Đấy, em play cho em lấy đến đúng bài thứ 11 này. Để xem nó ghi phát có ok không. Tất cả các chức năng nhá, em đã test cực kỳ ok rồi. Đấy thì em cũng nói luôn là cái giá để bán ra cho các bác. Thì con này máy nó về thì nó gồm có máy và chiếc điều khiển zin đúng máy, đúng đời đi theo đầu nhá. Cái mã khiển của nó đây là RMD48M. Đấy, khiển zin luôn. Thì con này em bán với mức giá là 15.500.000. Đấy. Thì tặng các bác là một chiếc đĩa MD và một sợi dây quang dài 1,5 m. Đấy. Đấy thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trên đây. 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc. Đấy thì em xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin kính chào.